chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Có bao giờ anh chị tự hỏi bao nhiêu tiền thì có thể thoát khỏi vòng quay sáng đi làm, tối nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm? Có bao lần anh chị tự hỏi nếu trúng số độc đắc thì mình sẽ khác? Có bao lần anh chị thầm ngưỡng mộ những người may mắn ngoài kia? Nhưng thực tế là 70% số người đã từng trúng số độc đắc lại trở về tay trắng sau 7 năm. Điều đó có nghĩa là xác suất chúng ta có thể trúng số vô cùng nhỏ, nhưng xác suất để chúng ta trở về vạch đích như ban đầu hoặc thậm chí bị hủy hoại cả cuộc sống nếu trúng số lại là rất lớn. Câu chuyện về vợ chồng anh Lê Văn Chiên quê An Giang sau đây chính là minh chứng cho điều trên. Năm 2011, anh Chiên dẫn vợ và cô con gái 5 tuổi lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Tại đây, anh làm công nhân xưởng gỗ, còn chị Loan, vợ anh, mở tiệm may tại phòng trọ để dễ bề chăm sóc con gái chưa đủ tuổi đi học. Cuộc sống cơ bản tạm ổn, với số tiền kiếm được đủ để chi trả chi phí đắt đỏ của thành phố. Cho đến một ngày cuối năm 2012, chị Loan thở dốc gọi cho chồng về nhà ngay. Anh Chiên chưa kịp hiểu rõ sự tình thì chị Loan thét lên trong điện thoại: "Về ngay, trúng số rồi!" Cả đêm hôm ấy, hai vợ chồng không chợp mắt, cứ lâng lâng sung sướng và suy nghĩ đến việc sẽ dùng số tiền 1,5 tỷ đồng vào việc gì. Hôm sau, hai vợ chồng đi đổi vé thật sớm và ôm tiền về nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy số tiền khổng lồ, chị Loan như người mất hồn, còn anh Chiên không cần ăn cũng đã thấy no. Hai vợ chồng bàn nhau gửi ngân hàng 1 tỷ, số tiền còn lại về quê chăm lo cho họ hàng và tiêu xài. Trước khi về quê, để tỏ rõ tố chất đại gia, chị Loan đã bỏ vài chục triệu đi mua sắm. Người quê choáng ngợp trước khung cách thành thị có tiền của hai vợ chồng anh chị, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Anh Chiên mua hẳn cho ông bà nội, ông bà ngoại mỗi bên một chiếc tivi to, rồi cho mỗi đứa em một chiếc xe. Chị Loan xót của thì anh Chiên gạt phăng đi: "Của trời cho, không việc gì phải tiếc." Sau những ngày ăn chơi, mua sắm thả ga, hai vợ chồng trở về thành phố tính toán xử lý số tiền còn lại. Anh Chiên muốn mua một chiếc ô tô tải rồi thuê mặt bằng làm nước đá, còn chị Loan thì lại thích mở tiệm may thật hoành tráng. Cuối cùng thì đành phải chiều theo ý vợ. Chị Loan thuê một mặt bằng trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và tuyển thêm 2 nhân viên về phụ việc. Tiệm may đi vào hoạt động cũng ổn định khách hàng và tiền lời đủ sống. Cảm giác như vậy là ổn định. Nhưng không, khi cuộc sống không còn túng thiếu nữa thì con người bắt đầu sinh tật. Anh Chiên thường mặc vest sáng loáng, chạy xe tay ga, đi cà phê, dùng đùi hút thuốc. Rồi dần dần gái thấy anh hào hoa như vậy, xà vào anh và anh dám dúi cặp bồ. Anh Chiên thường giấu tiền của vợ đi mua đồ tặng người yêu. Chị Loan thấy chồng có biểu hiện lạ, theo dõi rồi bắt quả tang. Từ đó chị cũng thay đổi, ông ăn trả thì bà cũng ăn nem. Còn ít tiền gửi tiết kiệm, chị bỏ rút ra hết. Phần thì đi sắm đồ cho tiệm may, phần thì đi ăn chơi cho biết thiên hạ. Dần dần chị bỏ bê làm ăn, mặc kệ cho nhân viên làm gì thì làm. Biết chị có tiền, một bà bạn hỏi vay mua nhà, chị Loan không ngần ngại rút sạch vốn giúp bạn. Chưa đầy một năm sau, cuộc vốn làm ăn, tiệm may của chị Loan có nguy cơ phá sản. Đi đòi tiền, nhưng đòi mãi người ta không chịu trả, chị Loan phải sang tiệm. Hai mẹ con quay trở về xóm trọ cũ, nhờ anh em cưu mang giúp đỡ và cũng không dám bước chân về quê vì sợ nhục mặt với gia đình. Còn rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy nữa, như anh Ba Vương, trúng số năm 2011 ở Tiền Giang cũng tương tự. Chỉ sau 5-6 năm ăn chơi quá đà, chi tiêu thoải mái khiến cho số tiền trúng số mau chóng ra đi. Lúc này vợ chồng anh mới hãm lại và cho vay hụi mong kiếm tiền chi tiêu tháng, rồi cũng bị bùng mất.
hay như ông Năm Cần Giờ Long An, trúng số đến 4 lần, nhưng mỗi lần thì cũng chỉ sau 1 năm là ông lại tiêu hết tiền. Hiện nay ông đang phải đi chăn nuôi heo thuê. Vậy đặc điểm chung của những người trúng số tái nghèo là gì? AZFIN đã đi tìm hiểu rất nhiều các trường hợp trúng số độc đắc rồi phá sản. Hầu hết các trường hợp có những mục đích chung, cụ thể như sau. Một là chi tiêu không có kế hoạch và không kiểm soát. Việc căn cơ chi tiêu trong gia đình sẽ thuộc về hai tuýp. Một là họ buộc phải làm thế, hai là họ làm với ý thức và kế hoạch. Ở trường hợp số 1, họ căn cơ chi tiêu vì họ buộc phải làm thế, do thu nhập của họ thấp và họ cần phải cố gắng chi tiêu trong phạm vi thu nhập để đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu. Nhưng ở nhóm này sẽ dễ xảy ra tình trạng tăng chi tiêu khi thu nhập tăng lên, do việc chi tiêu vốn dĩ của họ theo bản năng chứ không hề có tư duy tổng quan. Và đó chính là cái bẫy của việc nghèo lại hoàn nghèo. Ở nhóm số 2, họ căn cơ tính toán chi tiêu với kế hoạch, tức nhóm này sẽ quản lý tốt chi tiêu trong phần thu nhập, không để chi tiêu vượt quá thu nhập. Họ cũng có kế hoạch cho các dự định và mục tiêu tài chính rõ ràng. Khi tăng thu nhập thì họ biết nên ưu tiên cho thứ gì trước, thứ gì sau, từ đó họ tránh được cạm bẫy tăng thu là tăng chi. Hai là những thói hư tật xấu xuất hiện khi cuộc sống sung túc mang lại. Nếu như những gia đình đã có căn cơ chi tiêu tốt từ trước, thì khi trúng số họ lại thường bị thử thách ở cửa này. Những người nghèo theo định nghĩa của Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách Cha giàu cha nghèo, là những người có cuộc sống toàn là những chi phí, thu nhập của họ đủ hoặc thậm chí là không đủ để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu như ăn ở đi lại. Họ hiếm khi có cơ hội để trải nghiệm những thú vui do tiêu tiền mang lại, nên khi có nguồn thu nhập cao hơn bình thường, họ thường tự thưởng cho bản thân những thứ xa xỉ hơn, minh chứng cho sự đổi đời của mình. Ba là chưa biết cách đầu tư đúng đắn. Việc chưa biết đến phương pháp đầu tư hiệu quả và phân bổ tài sản hợp lý chính là nguyên nhân. Đa số các trường hợp trúng số đều sử dụng tiền để thỏa mãn nhu cầu chi tiêu. Họ có nghĩ đến làm ăn, nhưng việc đầu tư không được tính toán một cách cẩn trọng và thiếu tầm nhìn, kèm theo việc bị cuốn theo các thói hư tật xấu khiến việc làm ăn sa sút, dẫn đến hết tiền. Các trường hợp sau khi hết tiền thường, một là cho người khác vay, hai là cho vay để lấy lãi. Các trường hợp này thường là bị lừa và mất toàn bộ số tiền. Những người tiếp cận người trúng số đều là biết người trúng số có tiền và tỉ tê vay nợ. Từ đây, AZFIN muốn chia sẻ với anh chị và các bạn về khái niệm giàu âm và giàu dương mà chúng tôi chiêm nghiệm ra. Những người giàu dương là những người có tiền và biến đổi tiền thành những món đồ hữu hình mà tiền có thể mua được. Thường là những món đồ thể hiện sự giàu có như là trang phục, trang sức, nhà cửa hay là xe cộ. Tất nhiên thì những món đồ này khi bán đi vẫn thu được tiền về, nhưng điểm mấu chốt là khi bán đi thì giá bán của chúng đều thấp hơn so với giá mua. Và điều quan trọng hơn nữa là trong quá trình nắm giữ thì chúng không mang lại dòng tiền cho người sở hữu. Sự giàu có của người giàu dương thường là sự giàu có dễ nhìn thấy, và đó là lý do khi họ có tiền thì thường có người đến hỏi vay mượn. Trong khi những người giàu âm lại là những người sở hữu những tài sản chìm và không dễ nhận thấy được. Sự giàu có là những tài sản tài chính mà chưa được chuyển đổi thành những món đồ mà chúng ta có thể nhìn thấy. Đó có thể là tài khoản đầu tư chứng khoán hay là những bất động sản. Như một người bảo vệ bên Mỹ là Roland Reed, chính là minh chứng của người giàu âm. Chỉ khi ông qua đời, người ta mới ca tụng về tài sản và sự giàu có của ông khi ông để lại tài khoản chứng khoán trị giá hơn 8 triệu đô la và một phần trong đó ông để lại cho thư viện và bệnh viện tại địa phương. Như vậy, AZFIN đã trình bày đến anh chị về 3 nguyên nhân của việc tái nghèo bền vững. Một là chi tiêu không có kế hoạch. Hai là không kiểm soát những thói hư tật xấu. Ba là không biết đầu tư một cách hiệu quả. Đó cũng chính là những phần trong nghệ thuật quản lý tài chính mà AZFIN muốn đưa đến anh chị trong những nội dung sau này. Trong loạt bài này, AZFIN sẽ bàn luận về 5 khía cạnh tài chính cá nhân. Một là kiếm tiền, hướng nghiệp. 2 là tiết kiệm, 3 là chi tiêu, 4 là đầu tư và 5 là bảo vệ.
Việc nhận ra những sai lầm phổ biến trong quản lý tài chính cá nhân không chỉ giúp những người có cơ may trúng số tránh gặp phải cảnh tái nghèo bền vững, mà đó còn là bài học để các anh chị, các bậc phụ huynh có định hướng cho con cháu của mình, thế hệ tương lai sẽ được chuyển giao và tiếp nhận tài sản từ thế hệ trước. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.